Viết bài cảm nhận về Tết cổ truyền và Tết hiện đại. Có một ngày, những công việc đang dang dở phải tạm ngưng, những chuyến xe trở nên náo nức, những người dân chen lấn bên những chiếc ghế ngồi, tất cả đều chờ đợi trở về bên người thân của họ. Đó là ngày Tết. Tết là ngày mọi người bên nhau, bên những người thân yêu, là ngày những phiên chợ trở nên đông đúc hơn, là ngày mọi người trong gia đình cổ nhau dọn dẹp nhà cửa, là ngày mỗi bữa cơm trở nên ngon hơn của hương vị ấm áp bên gia đình. Người ta nói rằng không có gì hạnh phúc bằng bữa cơm ấm áp bên gia đình, không có gì vui hơn những lời chúc trong ngày Tết. Câu nói đó vẫn còn, nhưng có lẽ trở nên nhạt phai khi những thiết bị hiện đại ra đời. Và kể từ đó, Tết hiện đại mang một bầu không khí buồn bã và cô đơn. Mọi thứ xung quanh dần thay đổi, bữa cơm ấy sẽ không còn trọn vẹn như trước. Họ chỉ biết để ý đến công việc bên chiếc điện thoại mà quên mất rằng hương vị ấm áp trong bữa cơm ngày Tết sẽ trở nên phai nhòa. Tết hiện đại sẽ có mặt tích cực, dù bận rộn đến mấy nhưng cũng gửi lời chúc tốt lành đến những người thân yêu. Và mặt tiêu cực sẽ thiếu đi những bữa cơm ấm áp và những tiếng cười rộn rã bên gia đình và người thân. Khi Tết đến, mọi người trong gia đình cùng nhau hái lá cây mai để cho chúng mọc những lá xanh mới, kèm theo những bông mai vàng hoe, báo hiệu mùa xuân đã đến. Tết đến cũng là lúc quây quần bên nồi bánh chưng đang cháy dở của những ánh lửa hồng, cùng nhau đợi đến khoảnh khắc giao thừa để xem những màn pháo hoa rực rỡ trên TV, những tiếng đùng đùng trên bầu trời khi bắn pháo. Đêm giao thừa có thể gọi là đêm ấm áp nhất vì trẻ nhỏ và những người lớn trao cho nhau những lời chúc tốt lành cùng với lộc đỏ tràn đầy may mắn. Tết là dịp mọi người ngồi sum họp cùng nhau thưởng thức những bữa cơm ấm áp, chơi những trò chơi dân gian như đánh bài, lô tô và thưởng thức những miếng mứt gừng cay dịu và ngọt thanh. Tết đến là khi lũ trẻ cùng nhau đi chúc Tết đến với những người thân yêu, đi dạo phố với chiếc áo và quần sặc sỡ mang đầy sắc màu may mắn. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, người người đều đi chùa cầu may mắn, đi viếng ông bà tổ tiên và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Khi Tết hiện đại đang ở vị trí dẫn đầu thì mỗi con người đều quên đi một hương vị ấm áp của cái Tết xưa, quên đi những chuyến xe để trở về bên gia đình, chỉ đơn giản là vì bản thân họ bận rộn công việc đang dang dở bên chiếc bàn làm việc. Họ cứ làm mà quên mất rằng ba mẹ, người thân đang đợi những cuộc điện thoại để báo tin là sẽ về ăn Tết bên gia đình. Mãi cho đến khi có cuộc điện thoại đến từ người con, ba mẹ đều vui mừng, và sự vui mừng đó khó có thể diễn tả được bằng lời. Nhưng khi nghe câu nói của con bên điện thoại, do công việc con trên này quá nhiều, cho nên con không thể về nhà ăn Tết cùng ba mẹ được, con có gửi quà biếu về cho ba mẹ ăn Tết vui vẻ, thì niềm vui của ba mẹ vụt tắt đi như nồi bánh chưng thiếu đi những nhánh lửa hồng. Những điều mà ba mẹ cần là con của họ trở về trong dịp Tết để cùng nhau thưởng thức bữa cơm đầy những hương vị ấm áp bên gia đình. Món quà người con gửi đến ba mẹ mang giá trị vật chất, họ vẫn để ở đó và họ vẫn mong chờ một điều nhỏ nhoi, mong chờ người con của họ trở về đoàn tụ, thì đó mới chính là món quà quý giá nhất. Cứ như thế, mỗi dịp Tết đến, ba mẹ mong chờ những cuộc điện thoại, đứng trước sân chỉ để chờ đợi người con trở về trong dịp Tết. Nhưng người con bận rộn bên chiếc điện thoại, bên chiếc laptop, bên công việc đang dang dở. Và cho đến khi mẹ gọi điện thoại báo tin rằng ba đã mất vì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, người con nghe tin không thể tin vào mắt mình, vội trở về nhà và thấy ba mình đang nằm trong chiếc quan tài còn mở nắp. Ba không nhắm mắt, thân hình gầy gò. Nghe mẹ nói ba ăn uống rất ít, hò ra máu và ngày ngày đều mong đợi con trở về bên căn nhà chứa đầy những yêu thương. Khi phát hiện ba bị ung thư và sắp chết, ba cố gắng chở con trở về nhưng quá muộn. Nghe xong, tôi như không kiềm được nước mắt, tự trách bản thân nhưng tất cả đều muộn màng. Tết năm đó, vẫn căn nhà đó, nhưng thiếu đi một thành viên, một trụ cột của gia đình. Dì ảnh của ba, mặt ba rất tươi, nụ cười hồn nhiên được đặt trước ghế. Bản thân tôi tự hỏi, ba ở dưới đó có ăn uống gì chưa? Ba có cảm thấy lạnh không? Tết này con phải xa ba thật rồi. Cuộc sống đổi trắng thay đen, không ai có thể biết trước được ngày mai ta sẽ ra sao và làm gì. Tết đến dù bận rộn đến đâu thì hãy dành thời gian bên gia đình, cùng nhau ăn những bữa cơm, xem những chương trình, chơi những trò chơi, để ngày Tết trở nên ấm áp và mang đầy hương vị yêu thương đến gia đình và người thân yêu của bạn. Hết bài. Chúc các khán thính giả có một năm mới thật
vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình.